Hi, chào các bạn có khỏe không? Hôm nay chúng ta có thêm một chiếc ống kính mới khá là hay đến từ Nikon. Các bạn đã yêu cầu mình làm về chiếc ống kính này rất là lâu rồi, nhưng mình chưa có điều kiện mua mới. Nên mình đã mua một chiếc ống kính cũ mang từ Malaysia về để chia sẻ với các bạn cho tiết kiệm hơn. Như các bạn thấy thì ở trên tay mình là một chiếc ống kính Nikon IFS 50mm f1.4G. Đây là một chiếc ống kính có khẩu độ lớn và chất lượng rất là tốt của Nikon. Chúng ta có thêm một con tem ở trên đây cho biết là phiên bản này được bán tại Malaysia. Các bạn có thể thấy rõ địa chỉ người bán chiếc ống kính này. Chúng ta xem thêm các mặt còn lại của chiếc hộp ha. Như các bạn thấy thì ở trên đây chúng ta có thêm thông tin cũng là giống ở mặt trước này. Dưới đây chúng ta biết được số series của chiếc ống kính ở bên trong. Các phụ kiện đi kèm chiếc ống kính này. Chúng ta có một chiếc hút HB47, một chiếc túi CL1013 và sản xuất tại Trung Quốc nha các bạn. Chiếc filter này thì không đi kèm theo chiếc ống kính. Ok, cái mặt còn lại nữa thì cũng rất giống nhau các bạn. Như vậy các bạn đã thấy được hết ở bên ngoài chiếc hộp này rồi. Chúng ta mở tiếp bên trong ha, xem mẫu cũ sẽ có những gì nào. Ok, thì các bạn thấy bên trong chúng ta có một cuốn sách hướng dẫn sử dụng dành cho phiên bản 50F1.4G, có rất nhiều ngôn ngữ khác nhau trên đây. Ồ, tới tận 90 trang luôn các bạn. Ngôn ngữ mở đầu là tiếng Nhật. Cuốn sách cho chúng ta biết là chiếc ống kính này tương thích với những máy ảnh nào. Các bạn có thể thấy là D3, D700 và rất nhiều như là D60, D50, thậm chí cả những máy rất là cũ, ví dụ như là F60, F50 là những máy phim ngày xưa đó các bạn. Chúng ta xem tiếp bên trong ha. Ok, các bạn thấy thì chúng ta có một chiếc túi nhung chất lượng rất là tốt. Chiếc túi này thì mình thấy nó có mã giống hệt so với chiếc ống kính 50F1.8G, giúp chúng ta có thể bảo vệ ống kính được tốt hơn. Chúng ta xem tiếp nào. Ok, bỏ tay nhỉ các bạn. Như các bạn đang thấy, trên tay mình là chiếc ống kính 50mm f1.4G, còn khá đầy đủ phụ kiện. Chúng ta có một chiếc nắp phía trước phi 58mm. Theo kinh nghiệm của mình, đây là một chiếc nắp for, không phải là nắp zin các bạn. Nhìn rất là giống nắp zin nhưng mà không có các thông số quan trọng và nhìn nó thô hơn nắp zin khá là nhiều. Bấm cũng khá mượt các bạn. Nắp zin thì thường không có cái lỗ này đâu. Ok, như vậy chúng ta có một chiếc nắp for. Tiếp theo chúng ta có một chiếc hút HB47. Các bạn thấy đây là chiếc hút zin dành cho Nikon 50F1.8G và 50F1.4G, đều được sản xuất ở Trung Quốc. Trên đây có các mục đánh dấu để chúng ta có thể lắp chiếc hút này cho dễ dàng hơn. Chiếc hút có chất lượng rất tốt các bạn, rất là chắc chắn. Chúng ta có thể lắp vào ống kính như vậy. Các bạn thấy rất là chắc chắn. Chiếc hút này còn rất là tốt. Ok, như vậy là chiếc ống kính 50F1.4G và 50F1.8G dùng chung một chiếc hút Nikon B47. Rồi, phía sau chúng ta có thêm một chiếc cap của Nikon có mã là LF4. Ok, các bạn thấy chiếc cap có chất lượng cũng khá tốt và giống với những ống kính đời mới hiện nay. Ở trên mặt trước chúng ta có tên đầy đủ của ống kính cũng như khẩu độ của chiếc ống kính này. Chiếc của mình mua cũ này nó đã bị mờ hết cái màu vàng đi rồi, không còn đẹp như chúng ta mua mới nữa. Chữ IFS cho các bạn biết là chiếc ống kính này có motor nền nét và các bạn có thể sử dụng ở trên những máy, ví dụ như Nikon D3000, D5000, các bạn gắn vào sử dụng hoàn toàn bình thường. Chúng ta có khẩu độ lớn nhất là F1.4. Chữ G ở đây cho các bạn biết là chiếc ống kính này không có vòng điều chỉnh khẩu độ giống như là các ống kính AFD. Chúng ta phải điều chỉnh khẩu độ ở trên máy thôi. Các bạn thấy một số 16 nhỏ nhỏ đây không? Số này cho chúng ta biết rằng khẩu độ nhỏ nhất của ống kính là F16. Như vậy là chiếc ống kính này và chiếc ống kính 50F1.8G có khẩu độ nhỏ nhất giống nhau, đều là F16. Ở bên trong chúng ta thấy được khoảng cách lấy nét gần nhất của chiếc ống kính này là 0.45m, nghĩa là 45cm đó các bạn. Ok, khoảng cách lấy nét xa nhất là vô cực,
qua bên một chút xíu thì chúng ta thấy được chế độ nền nét của chiếc máy này là chế độ ưu tiên nền nét thủ công và tự động. Thứ hai, đàn nền nét thủ công. Chiếc kính hỗ trợ hai chế độ nền nét như thế này thì các bạn có thể nền nét thủ công bất cứ khi nào các bạn muốn bằng cách xoay vòng nền nét ở trên đây. Máy sẽ trao quyền nền nét cho bạn và các bạn không cần phải chuyển VM như vậy cũng được. Đây là một lợi thế khá lớn so với các ống kính AFD. Ở trên các ống kính AFD các bạn không thể xoay vòng nền nét ở đây được khi các bạn đang ở trong chế độ AF. Nếu các bạn cố tình xoay như vậy thì sẽ làm hư chiếc ống kính của chúng ta hoặc là hư motor ở trong thân máy. Có một điều các bạn cũng dễ nhận thấy là vòng nền nét ở trên chiếc ống kính này hoạt động khá mượt đúng không các bạn? Rất êm. Xoay rất là đầm tay. Mình có cảm giác nó chắc chắn hơn so với phiên bản F1.8G. Và các bạn cũng dễ nhận thấy là vòng nền nét ở trên chiếc ống kính này có thể xoay thoải mái không giới hạn. Khi chúng ta xoay đến vị trí vô cực hoặc là chúng ta xoay đến vị trí nền nét gần nhất thì nó hơi nặng tay hơn một chút và các bạn có thể xoay tiếp được mà không làm hư chiếc ống kính này. Ở mặt phía sau chúng ta thấy được số series của chiếc ống kính này và đường kính filter là 58mm và sản xuất ở Trung Quốc. Các bạn, ống kính hơi cũ rồi nên nó mờ một chút xíu. Số series này thì giống hệt với vỏ hộp mà các bạn vừa thấy khi nãy. Mặt phía trước của ống kính là một thấu kính rất là lớn đúng không các bạn? Lớn hơn hẳn so với phiên bản 50F1.8G. Các bạn nhìn thấy nó rất là trong và sáng. Mặc dù mua cũ nhưng mà tình trạng của chiếc ống kính này gần như mới các bạn. Thấu kính phía trước rất là đẹp. Và trên mặt trước này không hề có thông số như phiên bản 50F1.8G. Nên các bạn có thể dễ dàng phân biệt khi các bạn nhìn từ phía trước tới. Còn nhìn từ phía ngang này thì các bạn phải đọc ở đây thì các bạn mới biết được. Đây là phiên bản 1.4 hay 1.8, cũng giống như phiên bản 50F1.8G. Khi chúng ta nền nét thì thấu kính phía trước này nó không có đi ra đi vào quá chiều dài của ống kính. Đây gọi là tính năng nền nét trong, giúp các bạn có thể nền nét dễ dàng hơn và ổn định hơn, không có bị bụi lọt vào bên trong nhiều như những phiên bản 50F1.4D. Các bạn thấy khi chúng ta nền nét thì cái thành phần nền nét nó chỉ di chuyển ở trong cái chiều dài của ống kính này thôi, nó không có vượt ra bên ngoài. Đây là một điều mình rất thích ở trên những ống kính AFS, bởi vì nó sẽ nền nét êm hơn, ít di chuyển ra ngoài hơn, giúp chúng ta có thể kiểm soát ống kính tốt và không có bị lo va chạm và hư chiếc ống kính của chúng ta. Và các bạn gắn filter lên phần này thì nó cũng bao toàn bộ ống kính lại, nó không có bao một chút xíu ở phía trước cái thấu kính đâu, giống như ống kính AFD. Ở mặt sau của ống kính chúng ta có một gioăng cao su ở đây để chúng ta gắn lên thân máy nó được chắc chắn hơn và giảm bụi với hơi nước nó vào trong. Ống kính này mặc dù đã ra đời cách đây khá lâu rồi nhưng mà cũng hỗ trợ đầy đủ tất cả kết nối ở trên thân máy đời mới. Có một điều mình rất là thích ở trên chiếc ống kính này, đó là nó hỗ trợ tới 9 lá khẩu dạng tròn, giúp cái đường kính tạo bởi các lá khẩu rất là tròn. Các bạn có thể chụp bokeh đẹp, xóa phông mượt hơn và dễ làm nổi bật chủ thể ở trong khung hình. Các bạn thấy khi chúng ta đẩy cái ngàm đây thì các lá khẩu bên trong thay đổi. Ở vị trí này là khẩu độ lớn nhất của ống kính, đây là khẩu độ nhỏ nhất của ống kính. Xem bằng mặt trước thì các bạn sẽ dễ thấy các lá khẩu hoạt động như thế nào hơn. Các bạn thấy đường kính tạo bởi các lá khẩu này rất đẹp đúng không? Rất tròn. Chỉ khi đến khẩu độ F16 thì nó mới bớt tròn hơn một chút xíu thôi. Ở các khẩu độ còn lại thì rất là đẹp, vô cùng đẹp. Đây là một lý do để chiếc ống kính này đắt hơn những chiếc ống kính 50F1.8G, bởi vì nó nhiều lá khẩu hơn, hỗ trợ khẩu độ lớn hơn. Mình sẽ gắn lên chiếc Nikon D700 cho các bạn cùng xem. Chúng ta chọn dấu trắng ở đây, trùng với dấu trắng ở đây. Khi lắp ống kính thì các bạn lưu ý không bấm phím này nha các bạn. Rất nhiều bạn quen mở ống kính rồi bấm phím này luôn khi lắp ống kính, thì khi đó chúng ta lắp vào nó không có chính xác và ống kính của chúng ta đôi khi nó không hoạt động được. Ok, chúng ta đặt như vậy. Chúng ta đẩy thẳng vào và xoay lại. Ok, rất là dễ dàng và chắc chắn. Chiếc ống kính của chúng ta sử dụng ngàm kim loại lên, các bạn có thể thoải mái cầm như vậy cũng được. Nó chịu lực tốt, với một thân máy nặng khoảng 1kg như vậy thì cũng không thành vấn đề lắm. Mình thử nền nét cho các bạn cùng xem ha. Các bạn thấy ống kính của chúng ta nền nét khá là tốt. Bấm cái là xong liền. Ở trên đây chúng ta có thể điều chỉnh khẩu độ từ F1.4 tới khẩu độ nhỏ nhất là F16. Ok, các bạn có thể thấy
khẩu độ nhỏ nhất. Khẩu độ F8. Khẩu độ lớn nhất. Ở khẩu độ F1.4 thì cái đường kính tạo bởi các lá khẩu rất là tròn đúng không các bạn? Nhiều bạn muốn mua ống kính này để sử dụng trên những chiếc máy crop, ví dụ như Nikon D7001, Nikon D3004 gì đó, thì các bạn cũng hoàn toàn yên tâm, chúng ta sử dụng bình thường nha các bạn. Cũng gắn như vậy thôi và sử dụng bình thường thôi. Tiêu cự ở trên chiếc máy crop thì nó vẫn là 50mm, nhưng mà do cảm biến của chúng ta nó nhỏ hơn một chút xíu nên góc nhìn nó sẽ bị hẹp hơn. Nó tương đương với góc nhìn khoảng 75mm ở trên full frame, thì giúp các bạn có thể chụp ảnh chân dung khá là dễ dàng. Các bạn có thể đứng không quá xa người mẫu cũng không quá gần. Nó giống như các bạn gắn một ống kính 85mm ở trên full frame vậy. Ok, các bạn có thể thấy ở trên những chiếc máy như Nikon D7001 thì nét cũng rất là tốt, không có vấn đề gì cả. Khi lấy nét thì phần phía trước của ống kính này chỉ đi ra đi lui như vậy thôi và nó không có vượt ra ngoài, giống như mình đã chia sẻ ở đầu video. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu các bạn thích thì hãy nhấn like và đăng ký kênh để hỗ trợ nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau. Tạm biệt các bạn. Bye bye.